Xuân. Hôm nay thì lời tiên đến chúc gia đình cháu Trang sức khỏe, an khang thịnh vượng. Thứ hai tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thành, là chú của cháu Huân, là được nhiên là được đại ủy quyền của bố mẹ cháu. Tôi xin giới thiệu đây là bác Quang, bác Duấn là bác của cháu, đấy là bác Thư là bác của cháu, còn cô Huyền kia là mẹ này nuôi của cháu. Rồi kia đi lấy giới thiệu xong thì bây giờ là kính thưa các ông, các bà, các bác, thì được sự quan tâm hai gia đình thì đã được hai cháu tìm hiểu nhau qua một thời gian. Bây giờ thì cháu Hiên thì cũng đã về báo với gia đình của tôi, cũng đến đầu tiên là thăm gia đình, chuẩn bị thăm biết gia đình và biết các bác, các ông, bà bên này. Rồi cũng có một cái cây trầu để đến gọi là thưa, thứ nhất là có cây trầu với lễ để cho cháu sắp hương gia tiên, hai để cho cái chứng kiến của các ông, các bà, các bác bên này để quan tâm giúp đỡ các cháu, để các cháu nó sau này để nó hoàn thiện, có thể đi bước tiếp theo để có thể các cháu đi được gia đình. Cuối cùng thì tôi xin chúc về sự quan tâm nhiệt tình của các bác, ông bà bên họ nhà cháu Trang. Không muốn nói gì hơn thì xin chân thành cảm ơn quan tâm chú đáo của ông bà bên nhà cháu Trang. Xin hết ạ. Được. Xin thưa tất cả các ông, các bà, các bác và coi như các vị đại diện cho hai bên gia đình. Tôi xin giới thiệu, tôi là chú của cháu Trang. Hôm nay là được sự ủy quyền và nhất trí của toàn gia tộc chúng tôi là cho phép tôi được làm trưởng đoàn để coi như tiếp họ nhà trai. Thế thì báo cáo với lại tất cả các ông, các bà và các đại diện gia đình của hai bên là trong cái quá trình hai cháu Trang và cháu Huân tìm hiểu thì các cháu nó tìm hiểu trong một cái quãng đường gọi là cái thời gian cũng là dài rồi. Thế thì trên tinh thần là các cháu nó cũng đã tìm hiểu đến cái lúc chín mùi. Thì hôm nay thì là cháu nó cũng cháu Trang cũng về báo cáo là về phía họ nhà trai cũng có cơ dầu sang, trước hết là thắp hương gia tiên, và thứ hai là cũng xin phép để coi như được bàn đến chuyện trăm năm của hai cháu. Thế thì trên cái vấn đề mà đầu tiên là vào việc thì tôi cũng xin kính chúc tất cả các ông, các bà và các vị đại diện cho họ nhà trai có một cái sức khỏe dồi dào và hạnh phúc coi như là tràn ngập đầy gia đình, nhà nào cũng coi như là có một cái hạnh phúc tươi sáng. Thế còn cái về cái phía mà báo cáo với lại tất cả các vị đại diện là hai họ là trên tinh thần là cái thủ tục nghi lễ của Việt Nam ta thì trước kia ấy, cho đến bây giờ thì cũng không thể bỏ được, bởi vì nó là nghi lễ thì là phải đi với thủ tục. Thế thì cái trước hết là cũng nhận coi như là cái sinh lễ của gia đình họ nhà trai mang tới gia đình chúng tôi. Thế thì bây giờ là xin phép hai họ là cho hai cháu vào thắp nhang gia tiên để xin phép gia tiên, rồi thì sau đó là ra chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp. Vâng. Thì hai cháu vào. Chắp tay.
Qua cái lời phát biểu của ông Thành là bên đại diện cho Hội Nhà Trai, thì theo như là cái kế hoạch và coi như cái chủ trương của bên Hội Nhà Trai thì cũng báo cáo với lại tất cả các ông các bà đại diện của hai bên gia đình này như này, thì coi như là hai gia đình sẽ thống nhất là hôm nay cũng là cái ngày thăng long hoàng đạo và coi như là cũng được giờ tốt và coi như là ngày đẹp, thì cũng làm cái thủ tục coi như là xin dâu và rước dâu cho hai cháu. Thế còn về cái việc mà thủ tục nghi lễ thì báo cáo với các ông các bà và các bác và đại diện hai bên gia đình này như này, thì ta sẽ triển khai vào chiều thứ bảy, tức là ngày 24 âm lịch và ngày 26 dương lịch, đấy là chuẩn. Thế thì trên tinh thần thế, còn cái ngày mà 25 tức là vào 9:30 thì ta tổ chức hai họ tổ chức coi như là chính thức cho hai cháu. Thế thì cũng thống nhất và coi như là cũng kính báo tới lại các vị đại diện hai bên gia đình để cho nó biết rõ được cái nội dung công việc và đồng thời là cũng là giờ giấc. Thế thì trên tinh thần này là coi như là bây giờ là mời các ông các bà cùng mấy lại hai họ là uống nước, rồi tí nữa ta sẽ coi như là cho các cháu vào coi như là sắp hương lần hai, tức là lần này là lần xin dâu, mà hôm nay ấy, là cái ngày này ấy, là cũng là cái ngày chính thức của hai cháu. Còn thực ra mà hôm nào ấy, thứ bảy chủ nhật là mình chỉ là tổ chức lại để làm những cái thủ tục quan trọng và những cái liên hoan đại tiệc thôi. Còn chính cái hôm nay mới là ngày đẹp và giờ đẹp của cháu. Thì trên tinh thần ấy, này là theo như tôi ấy, là người ta bảo là đi hơn về kém thì là còn tầm cỡ khoảng 10 phút nữa, 15 phút nữa là cho các cháu nó coi như là đi ra khỏi cổng. Thì là về bên chỗ cô Hiền thì tôi cũng thay mặt gia đình là cũng chân thành cảm ơn tới coi như là gia đình cô Hiền và toàn thể các ông các bác là cũng đã nâng đỡ và coi như là cũng thay mặt và cũng là đại diện cho bố mẹ cháu ở bên đấy là vì cái điều kiện xa xôi, nhưng mà coi như là con cháu trong gia đình như này là gia đình gọi nhà gái chúng tôi là thấy là có những cái tấm lòng vàng ngọc rất là tốt. Thế là chúng tôi cũng ghi nhận và đồng thời là cũng cảm ơn tất cả các ông các bà ở bên chỗ Hội Nhà Trai. Thế thì coi như là đã làm những cái thủ tục và coi như là thay mặt bố mẹ cháu ở bên Hàn Quốc mà được như thế này gọi là cũng là quá đạt. Bởi vì thực ra mà nói Việt Nam mình gần gũi như mình, tôi nhìn nhiều đám là cũng chưa chắc có bằng đâu. Nên là tôi cũng nói thật luôn là cái thủ tục nghi lễ là cũng không bằng là đấy, người ta xa xôi nhưng người ta có một cái kế hoạch bố trí thời gian mà người ta sắp xếp rất là chu đáo và khoa học đấy, chứ không phải không. Thế thì trên tinh thần là chiều nay ấy, thì là cũng báo cáo với lại tất cả các cái vị đại diện Hội Nhà Trai và đồng thời là cũng là các ông các bà ở bên đấy thì là chiều nay thì là gia đình cũng có sắp vài mâm cơm, tức là để coi như là sắp hương gia tiên và đồng thời là cũng báo cáo về cái việc của hai cháu. Thế thì tầm cỡ khoảng 5 giờ là mời tất cả các ông các bà ở bên chỗ đại diện và lo công việc cho cháu, coi như là còn vắng ai thì là cũng cố gắng huy động đến để cho nó có người. Vâng. Thì là uống chén rượu rồi lúc bây giờ anh em mình sẽ coi như là cảm ơn nhau. Vâng. Đó là trên tinh thần như thế. Vâng. Thì là cái việc này mình cũng phải nói đi nói lại nhiều nữa thì thôi thì bây giờ ý này hai cháu cái lễ xin đóng tí nữa. Thường thường ấy là chúng tôi ấy là họ nhà trai đại diện đấy. Họ nhà trai mà đại diện đi ấy, thì là mình phải vào nhà người ta bằng vào giờ hơn. Khoảng 3:15 là người ta vào mình vào. Thế xong rồi là 3:00 kém gọi là 45:50 mình ra về là đẹp, người ta vẫn đi hơn.
Pháp ở bên gia đình nhà cái, thì được sự ủy quyền của bố cháu Hiền, bố mẹ cháu Hiền ở bên Hàn Quốc thì ủy quyền tôi, thì báo cáo ông các bà bác này, lời đầu tiên là tôi xin chúc các ông các bà các bác bên hai gia đình một sức khỏe thành công trong mọi lĩnh vực. Đấy, thứ hai thì báo cáo với các ông các bà bên nhà cháu Trang, bên họ gái, thì chúng tôi hôm nay cũng lại cử đoàn người, vẫn là các bác mấy các thím mấy xa, cũng là đại diện vì là bố mẹ cháu ở xa chưa về kịp, thì tôi xin giới thiệu tôi là Thành, là mấy bác Phin là chú thím của cháu, bác Quang, bác Duấn thì lại là chú thím của cháu, còn cô Huyền cái là mẹ nuôi của cháu. Thì hôm nay chúng tôi được sự ủy quyền báo cáo với ông bà đấy, thì được sự ủy quyền của bố mẹ cháu Hiên ở bên Hàn Quốc, thì hôm nay chúng tôi cũng đoàn này cũng sang có cái lễ, thứ nhất là cái lễ xin dâu, thì cũng mong muốn trong quá trình hai cháu tìm hiểu thì cũng được sự đồng thuận của hai gia đình. Một thời gian thì hai cháu đã thống nhất là đến xin đến kết hôn, thì chúng tôi nay cũng có cái lễ sang đặt để sắp hương gia tiên của họ nhà gái, rồi cũng mong muốn là hôm nay là cũng là cái ngày hoàng đạo, cũng là giờ đẹp, ngày đẹp, thì cái tháng đẹp, thì chúng tôi cũng báo cáo với các ông các bà các bác bên đằng gái, thì cũng cho gia đình chúng tôi đón cháu Trang về làm dâu làm con của gia đình chúng tôi, để cho và cũng các ông các bà bên này, các bác bên này cũng đón cháu Hiên làm rể làm con ở trong gia đình bên nhà các ông các bà bên này, thì cũng mong muốn là hai gia đình chúng ta thì là chồng cái chung, thì cũng góp ý dạy bảo các cháu, tuy nó còn nhỏ, còn những tuổi nó chưa được chín chắn lắm, thì chúng ta là cha là mẹ là các bác, thì cũng mong muốn là dòng họ bên nhà cháu Trang thì cũng đón tiếp cháu Hiên em rể, cũng là sau này các có cái gì đó mà chưa được hoàn thiện thì các ông các bà với các bác bên này cũng dạy bảo cháu dần. Thì cuối cùng thì tôi cũng xin chúc sức khỏe đại gia đình hai họ luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, thành công trong mọi lĩnh vực ạ. Xin hết ạ. Xin kính thưa tất cả các ông các bà và các vị đại diện cho hai bên gia đình. Thế thì vừa rồi là cũng qua lời phát biểu của ông Thành là đại diện cho họ nhà trai, thì tôi cũng xin giới thiệu lại, tôi cũng là chú của cháu Trang. Thế thì trên tinh thần là cũng được sự ủy quyền của bố mẹ cháu và gia tộc của hội đoàn chúng tôi là cho tôi được phép coi như là làm trưởng đoàn họ nhà gái để tiếp xúc họ nhà trai. Thế thì trong cái quá trình mà các cháu nó tìm hiểu thông suốt và cũng được sự đồng ý của hai bên gia đình, thì nói chung là tới giờ phút này ấy, thì là họ nhà trai cũng đã hoàn tất được các canh lễ, thứ nhất là ăn hỏi, và thứ hai là cũng là dễ lễ xin dâu. Thế thì cũng báo cáo với các cụ các bà là chúng tôi cũng không có cái mong muốn gì hơn, là chỉ có mong muốn là hiện nay ấy, là cháu Trang thì nó còn trẻ lòng non dạ, nhưng mà về làm dâu làm con của tất cả ông bà và gia tộc bên đó, mà nó có những cái gì mà chưa được đầy đủ và thiếu sót, thì cũng mong tất cả gia đình coi như là họ nhà trai là cũng bỏ qua và coi như là coi như là xây dựng và coi như là nâng đỡ cháu để cho nó được trọn vẹn. Thế thì trên tinh thần thì báo cáo là hiện nay là cũng tới cái giờ đẹp rồi, thì là cũng mong là hai bà đại diện cho họ nhà trai và họ nhà gái để coi như là lên coi như là trao lễ xin dâu.
Thế thì giờ mời bà Huyền, nhưng mà lên là hai bà là phải vào trong nhà các tặng. Em bê vào. Không ở đây được đâu. Bà Huyền bê vào mà lên là đỡ xong đón lễ xong rồi đưa lên bàn thờ. Thế còn cô dâu thì đi vào trong phòng, còn chú rể thì bắt đầu đi vào là. Tôi đã đến giờ đẹp. Giờ tôi chúng tôi xin cháu về nhà. Vâng.